quả thật là khi mà con người chúng ta được hỏi là khi chúng ta hành động một cách cảm tính nhất cũng như là có những hành động điên khùng nhất là khi nào, và quả thật là chỉ có khi mà chúng ta đang yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới khiến cho người chúng ta là đôi khi không còn là chính mình nữa, và chỉ cần một lần xa chân vào con đường tình yêu cũng sẽ khiến cho những cảm xúc của bạn được trỗi dậy mà không cần một ai giải thích được ạ. Có một điều mà Trực rất là ngưỡng mộ là tại sao tình yêu của ông bà chúng ta ngày xưa lại có thể đẹp như thế, lại có thể cùng nhau đi đến cuối đời, đến khi đầu bạc răng long. Vậy mà tại sao những người trẻ chúng ta thời hiện đại, chúng ta có điều kiện rất thuận lợi để có thể tiếp cận với nhau và chớm nở tình yêu, nhưng tại sao tình yêu thời hiện đại nhanh nở nhưng cũng chóng tàn? Thật ra Phúc nghĩ thì thời nào cũng vậy, bởi vì trong thời chiến, vì cách biệt địa lý cho nên là những cái việc trao đổi thư từ cũng như là gặp gỡ của họ thật sự rất là khó khăn, nên là họ lúc nào cũng sẽ rất là trân quý từng phút từng giây mỗi khi mà họ được gặp nhau, bởi vì họ sẽ không biết rằng lần gặp nhau này liệu sẽ có lần hai, hay là lời tạm biệt ngày hôm nay sẽ thay cho lời chào tạm biệt. Và vì thế cho nên họ cứ yêu nhau bằng tất cả những sự hồn nhiên và bằng tình cảm chân thành nhất, bởi vì cuộc đời có bao nhiêu lâu mà hững hờ, đúng không ạ? Lời bài hát 60 năm cuộc đời của nhạc sĩ Y Vân chất chứa rất nhiều ý nghĩa. Nó như lời tự sự mà cũng như là một câu cảm thán của những người khi yêu đương. Và qua ca khúc này, nhạc sĩ như muốn nhắn nhủ đến người nghe rằng khi yêu ai thì các bạn hãy yêu hết lòng mình đi, để lỡ như mất nhau rồi, ta sẽ không phải nuối tiếc vì những điều đã bỏ lỡ. Và ngay bây giờ đây, trên sóng của 2022, chúng ta hãy cùng thấy một 60 năm cuộc đời rất khác được trình bày bởi Tiến Ân và Hoàng Phúc. Sai. Đánh vậy là sai. Sao sai? Vậy mới đúng nè. Lên nhạc anh em.